Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe BTWin Rock Rider, một thương hiệu của Phần Lan. Vâng, sử dụng nguyên bộ cấu hình của Mỹ SRAM mà giá cực tốt tại cửa hàng em. Vâng, Rock Rider BTWin các bác nhé, là một trong những xe địa hình giá rẻ tại cửa hàng em, nhưng mà sử dụng cấu hình của Mỹ rất là tốt. Bây giờ sẽ đi vào đánh giá chi tiết xe. Vâng, đây là hình thức xe có màu trắng, nước sơn khá tốt đây, có một vài vết xước nhỏ như này, không đáng kể các bác nhé, chỉ xước sơn thôi. Sẽ lướt qua nước sơn. Em đánh giá chiếc xe này trên 80%. Rock Rider BTWin, một thương hiệu của Phần Lan. Vâng, ở đây là cọc yên. Hình thức yên thì còn khá là tốt, chỉ hơi sờn tí, không phải là bị vách yên đâu các, chỉ hơi bị sờn tí thôi, còn khá là tốt. Chiếc xe phù hợp với các bác mà đang tìm những xe địa hình giá rẻ mà cấu hình thì rất tốt. Đây, gai lốp thì rất là mới đây. Vâng, và xe có size là 41. Vâng, của các bác từ trên dưới 1m6 đến 1m58 đến 1m67 có thể đi vừa chiếc xe này. Size 41 các bác nhé. Đây là giảm sóc của xe, giảm sóc còn khá là mới đây. Vâng, xe sử dụng tay bấm xả của Shimano. Cùng với đấy là bộ phanh đĩa. Đây, em quay bộ phanh đĩa. Phanh đĩa của Mỹ. Hình thức lốp gai còn rất là mới. Vâng, em thông số lốp là 26 nhân 1,75. Xe phù hợp đi leo đồi núi. Chiếc lốp rất là phổ thông thôi. Đây, chủ đề SRAM X5, một bộ chuyển động của Mỹ. Đùi đĩa 3 tầng, gạt đĩa của SRAM X5 này. Để các bạn có thể thấy rõ này. Đây, đũa inox các bác nhé, các bác có thể đi trời mưa gió không sợ bị gì xét cái đũa này. Đũa inox rất là bóng và sáng này. Vâng, bây giờ sẽ test chuyển động của xe. Vâng, sử dụng nguyên bộ chuyển động của SRAM lên đĩa. Alinix. Vâng, chuyển động rất là tốt. Chuyển động của xe rất là tốt các bác nhé. Xuống đĩa, sử dụng đùi đĩa 3 tầng của Shimano Alivio. Lên đĩa. Vâng, chuyển động rất tốt.
chiếc mang thương hiệu Phần Lan Rock Rider BTWin. Vâng, và chiếc xe đang có giá cực tốt tại cửa hàng Kia Xe Đạp, chỉ với 5 triệu rưỡi các bác thể sở hữu chiếc xe này. Các bác hãy nhắn tin Zalo 0975 709 943 để xem những hình chi tiết về chiếc xe. Vâng, chiếc Rock Rider của BTWin các bác nhé. Bây giờ sẽ lướt qua lại cấu hình của xe đây. Rock Rider vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đấy. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ đó, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.